Louis View, dự án khu đô thị ven biển thuộc thành phố La Gi, tỉnh Bình Thuận, tọa lạc gần quốc lộ 1A với quy mô lên đến 101,36 ha. Nơi đây như một thành phố biển thu nhỏ, sở hữu không gian sống trong lành, tiện ích nội khu đẳng cấp ngay ngưỡng cửa. Nơi đây tích hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực, các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước, hội nghị, hội thảo, khách sạn, nhà hàng cao cấp phục vụ nhu cầu của người dân Bình Thuận và khách du lịch ghé thăm. Dự án khu đô thị Louis Seaview được phát triển bởi tập đoàn Louis Holding, có vị trí đắc địa bậc nhất La Gi, gần Ủy ban Nhân dân, bến xe, trường học, bệnh viện, sân bay, được quy hoạch đồng bộ với giá trị cốt lõi từ thành phố biển, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và hiện đại, mang trên mình cả không gian sống sang trọng, giúp chủ sở hữu thêm phần đẳng cấp. Dự án sở hữu cả dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, thang máy tốc độ cao, hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Khu đô thị Louis Seaview tạo ra diện mạo mới của thị xã La Gi, chủ phú. Là một thành viên của Louis Holding, thịnh vượng, trang nhã, đẳng cấp, thông minh.